Thác đứng Bù Đăng chắc hẳn là một địa danh không còn quá xa lạ đối với những ai đã từng đặt chân đến mảnh đất Bình Phước. Nơi đây còn được xem là kiệt tác thiên nhiên đẹp hút hồn tại vùng Đông Nam Bộ. Thác đứng được hình thành bởi sự kiến tạo địa chất tự nhiên và là kết quả của một quá trình vận động địa chất lâu dài cách đây hàng triệu năm về trước. Thác có bề rộng trên 10 mét, cao 4-6 mét, với nhiều khối đá hình trụ, lục lăng, xếp chồng lên nhau. Nhiều cột đá lớn kết cấu thành vách dựng đứng, ghép nối với nhau một cách tự nhiên. Đứng Bù Đăng đẹp như một bức họa thủy mặc mà tạo hóa đã ban tặng kèm cho địa điểm đây. Vẻ đẹp tuy có phần hoang sơ nhưng chính vấn đề này lại khiến địa điểm đây biến thành nơi du lịch thích thú được nhiều khách. Ở chỗ này có không ít cây trồng và bóng mát nên rất tương thích để bạn lựa chọn làm chỗ nghỉ dưỡng, thư giãn và ngắm cảnh. Ở Bình Phước được thiên nhiên kiến tạo độc đáo, mang đậm vẻ hoang sơ và được mệnh danh là một trong những thác đẹp tuy nhỏ nhưng nước cũng chảy khá mạnh vào mùa nước. Vị trí thác nằm trên dòng chảy của suối Đắc Qua, thuộc địa phận xã Đoàn Kết và xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng. Dòng thác nơi đây sở hữu chiều cao lên từ 4 đến 6 mét và rộng 10 mét. Đứng từ trên cao nhìn xuống, thác nước tuôn chảy ầm ầm cùng với những hình khối đá lạ mắt xếp chồng lên nhau dựng đứng như vách núi. Cũng chính bởi lý do và đặc điểm đó mà thác nước Bù Đăng Bình Phước có tên gọi là thác đứng Bù Đăng. Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đặt chân đến thác đứng Bù Đăng đó chính là hình ảnh con thác hùng vĩ hiện ra với rất nhiều tảng đá to nhỏ khác nhau nằm dưới dòng suối Đắc Quốc Tồ tuôn trào trắng xóa. Quanh hai bên bờ là những hàng cây xanh rợp bóng mát nên khi tới đây bạn sẽ được hít thở bầu không khí trong lành và thoáng đãng. Bởi việc được tận hưởng cảm giác khoan khoái và tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên. Giữa màu xanh bạc ngàn của rừng cây và nương rẫy, cách thác đứng tỉnh Bình Phước chừng vài trăm mét, du khách đã nghe thấy tiếng thác nước reo. Tuy thác không cao nhưng có dòng chảy mạnh mẽ, ầm ào đổ xuống những tảng đá phía dưới, tung lớp bụi mù hơi nước. Nhất là vào mùa mưa, đến tham quan thác đứng bạn sẽ thấy ngọn thác toát lên vẻ hùng mạnh, cùng trào dòng nước chở nặng phù sa, tiếng thác âm vang cả một góc rừng. Nhưng đến mùa khô, thác lại có dáng vẻ hiền hòa hơn, đều đặn đổ xuống dòng nước trắng xóa, uốn lượn quanh những khe đá.
Dưới chân thác Đứng Bình Phước còn có muôn vàn tảng đá lớn nhỏ, nhấp nhô theo dòng đắc qua trải dài như vô tận. Hai bên bờ là những thảm cỏ, tán cây cổ thụ che rợp bóng mát, điểm tô lác đác những chùm hoa phong lan hay những khóm hoa dại li ti khoe sắc thắm. Không nối tiếp thành hàng, cũng chẳng theo một trật tự nhất định, nhưng những tảng đá này còn là một chiếc cầu để du khách có thể qua lại đôi bờ vào mùa nước chảy nhẹ. Ngoài ra, khu vực thác cũng là nơi bà con đồng bào dân tộc Estin bản địa thường chọn làm địa điểm tổ chức các lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. Nhưng giờ các bạn cũng rất khó có thể bắt gặp được hình ảnh này. Đến tham quan thác Đứng Bù Đăng, bạn sẽ có cơ hội được khám phá và biết thêm kiến thức về rừng Bù Đăng với hệ sinh thái rừng nguyên sinh đa dạng và phong phú. Ở đây vào mùa lễ hội hay các ngày sinh hoạt cộng đồng của người Estin, bạn sẽ có cơ hội được tìm hiểu và khám phá rất nhiều điều mới mẻ và thú vị về nét đẹp văn hóa cũng như phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc thiểu số. Người Estin là người dân bản địa tại đây nên họ thường chọn thác Đứng là nơi tổ chức các lễ hội hay các hoạt động văn hóa cộng đồng. Do đó, nếu có dịp tới thác Đứng Bù Đăng, đừng quên tận hưởng những giây phút đặc và quý giá tại nơi đây nhé. Thời điểm thác Đứng, Bình Phước đẹp nhất là các tháng mùa hè, mùa mưa, thác Đứng toát lên vẻ hùng mạnh, cùng trào dòng nước chở nặng phù sa, tiếng thác âm vang cả một góc rừng. Nhưng đến mùa khô, thác lại có dáng vẻ hiền hòa hơn, đều đặn đổ xuống dòng nước trắng xóa, uốn lượn quanh những khe đá. Đây cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để tới thác Đứng. Nếu ai đã từng tới Bình Phước, chắc chắn đã từng nghe hoặc đặt chân tới những điểm du lịch như vườn quốc gia Bù Gia Mập, núi Bà Rá, rừng cao su Bù Đăng. Ngoài những điểm đến nổi tiếng ấy, Bình Phước còn có cho mình một kiệt tác của thiên nhiên mang đậm nét hoang sơ, chính là đầy thác Đứng. Từ trung tâm thị xã Đồng Xoài, bạn có thể sử dụng xe máy hoặc ô tô đi theo hướng đông về phía đường D20. Đi tiếp trên đường D20 khoảng 900m sẽ thấy một vòng xuyến lớn. Tại vòng xuyến này, đi theo lối ra thứ hai và vào quốc lộ 14 đi tiếp khoảng 52 km. Sau đó, bạn sẽ thấy đường đội tuyển 755, rẽ phải vào đường này rồi di chuyển khoảng 2 km sẽ thấy bảng chỉ dẫn đường đi vào thác Đứng. Di chuyển theo con đường này 1,6 km là tới thác Đứng. Thác Đứng được hình thành bởi sự kiến tạo địa chất tự nhiên và là kết quả của một quá trình vận động địa chất lâu dài cách đây hàng triệu năm về trước. Thác có bề rộng trên 10m, cao 4-6m, với nhiều khối đá hình trụ,
lục lăng, xếp chồng lên nhau. Nhiều cột đá lớn kết cấu thành vách dựng đứng, ghép nối với nhau một cách tự nhiên.